về nhà trước đi. Về nhà anh sẽ hướng dẫn em, đảm bảo em làm ít mà công to. Không được, em phải tự làm việc này. Đây là kinh nghiệm thực chiến hiếm lắm đó. Anh đứng lên đi, em phải làm việc. Anh không đứng lên. Đứng lên. Anh không đứng. Được rồi, em thua anh đó. Chúng ta về nhà thôi. Kiều Tổng, sao cô lại quay lại vậy? Tôi tới phòng họp lấy tài liệu. Chỉ có một mình cô à? Đúng vậy, tôi giãn cơ, vận động một chút. Cánh tay tê cứng hết rồi. Miệng của cô bị sao vậy? Xong bị lem rồi kìa. Bởi vì tôi vừa ăn đồ giao tới, nó cay quá cho nên... Cay thiệt đó. Hèn gì vừa vào công ty đã sực mùi lên. Sau này trong công ty đừng ăn những đồ ăn có mùi nặng như vậy nữa. Tôi biết rồi Kiều Tổng. Trước khi về nhớ make up lại đó. Đừng để ảnh hưởng đến hình tượng của công ty. Dạ được. Kiều Tổng đi thông thả nha. Nè anh ra đi, cổ đi rồi. Được lắm đó Giang Quân. Viên sói anh làm việc quang minh lỗi lạc, vậy mà lại bị em ấn xuống cầm bàn. Em còn đá anh nữa đúng không? Em xin lỗi nha. Anh cứ coi như là chị em được không? Em đang thả thính anh sao? Em thả thính anh đó thì sao? Strange name, amazing shows.